Người ta không từ chối em thẳng thừng là tao không muốn mua hàng của mày nữa. Em chào thầy. Và hầu hết là sau khi em bắt đầu triển khai những cái chiến dịch về marketing trên internet thì em thu được cái lượng khách hàng quan tâm rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn hàng cực kỳ thấp. Và em rất là mong muốn là thầy có thể chia sẻ cho em hay là tiết lộ một cái bí mật đó mà có thể giúp em gia tăng được tỷ lệ chốt đơn hàng đó. Nó đây nó gọi là bí mật cũng được mà không bí mật cũng được. Thì anh sẽ trình thì anh sẽ chia sẻ cho mày mấy cái điều này. Thế để chốt được đơn thành công ấy, nếu mà em đưa cho họ một cái thông điệp không phù hợp vào cái thời điểm mà họ đang không sẵn sàng nghe thì em không chốt được đơn. Ví dụ như bây giờ nó mệt rồi, nó chán rồi, nó không muốn nghe nữa, mà mày giờ mày cứ trình bày sản phẩm của em thế này rồi mọi thứ của em thế kia thì người ta nản, người ta xong không nghe nữa. Khi người ta nản như vậy thì người ta không từ chối em thẳng thừng là tao không muốn mua hàng của mày nữa. Họ không nói như vậy, nhưng họ bảo là ừ cứ để đấy rồi anh xem, thì lúc đấy em sẽ mất khách. Thì để chốt được khách trong các cái việc là mình marketing, mình đưa được khách về rồi, bây giờ mình trình bày, mình chốt được đơn thì mình cần phải hiểu xem là người ta đang ở trong trạng thái nào. Thì một con người họ có bốn cái trạng thái não bộ. Trạng thái đầu tiên là trạng thái beta, nghĩa là trạng thái beta này là họ rất là tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, không có hình dung, không tưởng tượng gì cả. Ví dụ như là họ đang so đo về chuyện giá này, rồi là chiết khấu phần trăm bao nhiêu này, rồi là có được khuyến mãi gì không này, rồi vân vân. Khi mà họ đặt ra những câu hỏi như vậy, đấy là dấu hiệu họ đang ở trong cái trạng thái beta. Nghĩa là trạng thái beta này họ hoàn toàn tỉnh táo, và ở trạng thái beta mình không chốt sale được. Thì đừng đưa ra các cái đề nghị chốt sale ở trong trạng thái beta, mà lúc này mình cần phải cung cấp thêm thông tin cho người ta. Ví dụ như họ hỏi là có khuyến mãi gì không, thì mình đưa ra là chị ơi, anh ơi, có cái khuyến mãi này rất là hay, có cái quà tặng này cực kỳ tuyệt vời, nếu mà chị sử dụng đấy khuyến mãi này, quà tặng này thì cái lợi ích của chị sẽ tăng thêm thế này, vân vân và vân vân. Thì làm sao cái mục tiêu của mình là sao? Mình nói những câu chuyện này để rồi cho họ thấy rằng là những làm sao cho họ rời xa con số ở cái giai đoạn này. Và khi họ rời xa con số được thì họ sẽ chuyển đổi sang trạng thái thứ hai là trạng thái alpha. Trạng thái não bộ ở cấp độ alpha là họ bắt đầu tưởng tượng, là có tưởng tượng. Họ bắt đầu tưởng tượng và cảm xúc của họ tăng nhẹ lên. Nghĩa là họ bắt đầu hình dung, họ bắt đầu mơ mộng. Mà thì lúc này là ở trạng thái alpha, ở trạng thái alpha có thể chốt sale được. Thế như vậy là để đưa họ vào trạng thái alpha thì mình cần phải làm cho họ tưởng tượng. Ví dụ như là em có cái sản phẩm này, anh chị hãy tưởng tượng xem có cái vấn đề này, có cái sự kiện kia, có cái hoạt động này vân vân. Và ví dụ như là mình bán, em bán cái dịch vụ video marketing đi, thì mình nói là anh hãy tưởng tượng là một ngày nào đấy anh sẽ có một clip thế này, anh sẽ có cái kênh YouTube thế kia, rồi nhiều người xem, rồi sau đó người ta bấm vào, người ta mua hàng. Rồi là một tháng anh chỉ cần, mỗi một ngày anh chỉ cần bán được một đơn hàng thôi từ cái video đó, thì một tháng anh sẽ có 30 đơn hàng. Mỗi đơn hàng của anh là 1 triệu mà anh lợi nhuận ra anh có được khoảng 50% là khoảng 500 ngàn. Ví dụ như vậy, thì một tháng tự động anh có 15 triệu. Và 15 triệu này anh có thể mua cái này, anh có thể mua cái kia, làm cho họ tưởng tượng. Thì lúc này họ sẽ rơi vào trạng thái alpha. Và ở trong trạng thái alpha này người ta mới chốt sale. Hay nói khác là ở trong trạng thái alpha này người ta mới xuống tiền, người ta mua hàng. Thì bằng mọi giá một ông bán hàng, kể cả ở trên internet lẫn là nói chuyện trực tiếp, phải đưa người ta vào trong trạng thái này. Ví dụ ở chat thì mình phải nói là anh chị hãy tưởng tượng thế này, hoặc là thậm chí là khỏi phải tưởng tượng, tôi gửi cho anh cái ảnh này, tôi gửi cho anh cái clip kia, tôi gửi cho anh cái đường link này vân vân, để làm sao cái sự tưởng tượng của họ, cái khát khao của họ, cái cảm xúc của họ nó mạnh. Thì ở trạng thái này gọi là trạng thái alpha, kiểu như là được kích hoạt tưởng tượng lên, đúng rồi, thay mình là nó đang tập trung vào con số vậy, đúng rồi, kéo để cho họ cái não họ được kích hoạt hoàn toàn, để họ nghĩ rằng là nếu như mà được giải quyết vấn đề này thì họ sẽ được cái gì, đúng rồi, và nếu như mà mình có sản phẩm này, có cơ hội để mình giải quyết vấn đề đấy, thì mình sẽ được cái gì, đúng rồi. Và đối với mình kích hoạt được, bắt đầu cái não bộ nó tưởng tượng lên, bắt đầu giai đoạn alpha này là bắt đầu kích hoạt tưởng tượng. Ở cái giai đoạn beta ấy là họ còn đang quan tâm đến nguy cơ, tức là tao phải bỏ ra bao nhiêu tiền để tao có cái thứ này, vậy cái thứ này bây giờ nó có cái lợi ích gì. Thì khi anh em mình bắt đầu nói lợi ích thì người ta bắt đầu chuyển sang alpha. Phải nói đến lợi ích và phải nói rất là hay, phải nói làm sao để cho họ cảm được cái điều đó nhé. Cảm được thì mới nhận được. Đó. Thì mình phải làm cho người ta cảm được cái điều đó. Thì đấy là ở trạng thái alpha. Còn ở trạng thái theta, là trạng thái theta này, họ cần cái thứ ấy lắm rồi. Gấp lắm rồi, cảm xúc rất mạnh rồi. Khát khao cực mạnh rồi. Ví dụ như này, vào trong bệnh viện, đau bụng. Đấy, cảm xúc quá mạnh rồi. Và giờ tôi bao tiền tôi trả để hết đau là tôi cũng trả. Lúc đó làm gì có chuyện đứng gặp bác sĩ mà là có giảm giá không,
rồi là có khuyến mãi gì không, đúng không? Thì mình không bao giờ mình cần như vậy. Thì để đưa người ta vào trong trạng thái thê ta ấy, là mình phải làm cho người ta có cảm xúc rất là mạnh, hoặc là mình khoan vào cái nỗi đau của người ta. Ví dụ như là mình đưa cho họ thấy một cái nguy cơ là nhãn tiền rồi, nếu mà ông không sử dụng cái này thì ông mất cái gì, làm cho họ thứ nhất là cái lợi ích của họ là cực lớn, hoặc là cái mất mát của họ cũng là cực lớn, nỗi đau cực lớn. Thì lúc này họ ở trạng thái thê ta, lúc này họ có thể hoảng sợ, lúc này họ có thể vui mừng tột độ luôn, cười không kiểm soát được luôn, cười không ngậm được miệng vào. Thì nếu mà mình giỏi, mình hay, mình đưa được người ta vào trong trạng thái thê ta thì bán hàng cực kỳ sướng, bán kiểu gì cũng ăn, bán kiểu gì cũng chết. Đó, thì ở trên internet hay là ở offline thì cũng đều như vậy. Ví dụ như là anh em mình đầu tiên định mua cái điện thoại này đi, mình định mua cái điện thoại, xong mình mới thấy là iPhone ra cái điện thoại này thì mình nhìn thấy mình thích rồi, thì mình thích mình vẫn đang nghiên cứu vì giờ giá nó cao quá. Xong bỗng dưng có một ông nào đấy, ông lên trên YouTube, ông quay một cái điện thoại, ông nói là tôi vừa mới có điện thoại về và tôi đang có chương trình khuyến mãi, hay là tôi đang có một cái sự kiện đặc biệt nào đó, và cái điện thoại này bình thường giá của nó, giá mới là 40 triệu, thì bây giờ giá của tôi chỉ là 25 triệu thôi, và tôi chỉ có hai cái tôi bán với giá 25 triệu thôi, thế còn đến cái thứ ba tôi bán không phải 25 triệu nữa. Thì lúc này cái sự lo sợ về mất cơ hội nó đến, và khi người ta xem cái này xong, người ta nhìn thấy đồng hồ đếm ngược cái gì đó, thì lúc này người ta chuyển trạng thái thê ta, nghĩa là họ sợ mất đi một cơ hội. Họ bắt đầu họ tưởng tượng là khi mình cầm cái điện thoại này thì nó sẽ sướng thế nào, sẽ sành điệu ra sao, chơi game sẽ mượt thế nào, vân vân, và bây giờ lại còn có cơ hội mua rẻ nó nữa, thì bắt đầu cảm xúc lên rất cao. Và ở trạng thái này là trạng thái thê ta, mình bán hàng cực kỳ nhẹ nhàng. Và để đưa người ta vào trạng thái thê ta thì mình tất nhiên phải rèn luyện rất nhiều rồi, thì phải, nhưng mà nhìn chung cái từ khóa ở trong cái hoạt động bán hàng này là làm cho khách hàng tưởng tượng được. Nghĩa là cho là đấy là lý do tại sao người ta nói rằng là cái thằng bán hàng ấy, nó phải có cái tầm nhìn, nghĩa là cái vision nó dài hơn cái thằng mua. Ví dụ như là khi em thuê cái phòng này thì em lên em nhìn thấy cả cái phòng tan hoang luôn, chẳng có cái gì cả, không thảm, không trần, không tường, vân vân. Thế nhưng mà khi mà cái người bán ấy, họ cho em thuê nhà, họ mới bảo em là đứng ở giữa phòng, cho họ chỉ xung quanh, họ nói rằng là tường, giấy dán tường thế này, trần phải làm thế kia, rồi treo tranh, rồi giá sách, rồi vân vân. Thì cái tầm nhìn của họ như vậy, và họ làm cho em tưởng tượng ra khung cảnh cái văn phòng này. Và khi em tưởng tượng xong thì cảm xúc nó sẽ lấn át mọi thứ. Lúc em không quan tâm được chi phí là thuê bao nhiêu nữa, đắt thêm 1 triệu thì cũng không quan trọng. Tiền điện, tiền nước nó không nghĩ nữa. Và lúc này em quyết định thuê rất là nhanh. Thì đấy được gọi là tưởng tượng. Thì nhớ là phải đưa người ta vào trạng thái tưởng tượng. Còn trạng thái não bộ thứ tư là Delta. Trạng thái Delta này là gì? Người ta nghe mình nhiều quá, mẹ mệt mẹ rồi, họ mệt rồi, họ không muốn nghe nữa. Hoặc là họ đang ở trong trạng thái ngủ, thì ở cái trạng thái nghỉ ngơi, ngủ hoặc là mệt rồi, thì lúc này là ở trạng thái Delta. Thì ở trạng thái Delta này anh em mình nói gì họ không nghe nữa. Kể cả lúc này là mắt họ vẫn mở, họ vẫn ngồi trên bàn, nhưng mình bảo là sản phẩm của em rất là tuyệt vời vân vân, lúc này không nghe nữa. Thì khi mà họ ở trạng thái Delta thì mình cần phải làm sao? Để cho họ nghỉ, thế thôi, không còn cách nào nữa cả. Thì để cho người ta nghỉ. Thì như vậy là ở từng cái trạng thái một, từng cái trạng thái não bộ, từng cái trạng thái cảm xúc một, thì mình phải có những thông điệp phù hợp. Nếu bây giờ mà họ đang ở trong cái trạng thái beta thì mình phải chỉ ra cho họ là mua cái gì, bán cái gì, có lợi ích gì, tiền bạc ra làm sao, số má thế nào. Thì ở cái trạng thái này em tưởng tượng là như giống như anh em đi săn một con hươu ấy. Một con hươu nó sẽ có, một con hươu nó sẽ có 3 chỗ để mình bắn là nó chết. Thằng đi bán hàng là thằng đi săn, còn khách hàng là con hươu. Thế bây giờ mình cầm mấy cung, mình có mũi tên, mình bắn vào đuôi nó không chết, bắn vào chân nó không chết. Con hươu chạy nhanh lắm, mẹ, 4 chân mà. 4 chân nó chạy thì nó còn 3 chân nó vẫn chạy nhanh. Thì bây giờ có 3 điểm để bắn vào. Một là mình bắn vào đầu. Bắn vào đầu, nghĩa là bắn vào lý trí của nó. Nghĩa là so sánh thiệt hơn giá rẻ, rồi khuyến mãi, rồi vân vân. Thì lúc mà mình đang, khách hàng đang ở trong trạng thái beta thì mình đang chọn điểm bắn là bắn vào đầu. Nghĩa là chỉ cho họ thấy rằng là mua cái này thì được lợi cái gì, không mua thì bất lợi cái gì. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Thì ở trạng thái beta là mình cần phải nói với họ về con số, để thuyết phục xong về mặt con số rồi mình mới chuyển họ sang trạng thái alpha. Rồi cái chỗ hai, thứ hai có thể bắn được vào con hươu, đấy chính là bắn vào bụng nó, bắn vào cái miếng ăn của nó, bắn vào cái dạ dày của nó. Thì bây giờ mình dương cung rồi mình bắn vào bụng nó là nó chết. Bắn vào bụng là gì? Là cho họ thấy rằng là nếu anh làm việc cùng với tôi thì anh tiết kiệm được cái gì, anh làm việc cùng với tôi thì anh tránh được cái nguy cơ gì. Đó, thì làm cho họ thấy rằng là khi làm việc cùng với tôi thì giá của tôi rẻ này, khi anh làm việc với tôi ngày hôm nay thì tôi cho anh cái khuyến mãi này này, thì anh sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền này. Thì lúc này là họ bắt đầu so sánh về chuyện tiết kiệm tiền bạc, thì họ sẽ ở trạng thái này là trạng thái chuyển đổi từ beta sang alpha. Còn ở trong cái trạng thái thứ ba, hay là khi mà mình bắn vào cái chỗ thứ ba của con hươu là mình bắn vào tim nó,
Bắn vào tim là đánh vào tình cảm. Nghĩa là yêu rồi, thích rồi, tưởng tượng ngon rồi. Rồi ôi tôi thích cái điện thoại này quá. Rồi tôi thích cái máy quay kia quá vân vân. Tôi thích cái bút này quá. Thì lúc mà họ đã thích rồi thì bao nhiêu tiền không còn vấn đề nữa. Thì để họ bắn vào trái tim là gì? Là lấy được tình cảm của người ta, làm cho người ta yêu thích mình. Đầu tiên là họ biết này, rồi họ thích này, rồi họ tin này, đúng không? Rồi họ thử sản phẩm này, họ thử xong rồi họ yêu, họ mua tiếp này. Thì lúc nào mà người ta ở trong cái trạng thái là yêu thích mình rồi thì lúc đấy mình bán hàng cũng rất là dễ. Thì như vậy là có ba cái điểm bán. Một là bán vào đầu và so sánh thiệt hơn lúc này ở trạng thái beta. Thứ hai là bán vào bụng, là cũng lại là ông tiết kiệm được cái gì. Ở cái bán vào đầu là gì? Là mua thì được cái gì, không mua thì mất cái gì. Rồi ở cái bụng là gì? Mua bây giờ thì tiết kiệm được cái gì? Giá của tôi thì rẻ hơn giá thằng khác bao nhiêu. Và ở trái tim là gì? Làm việc với tôi rất là thích. Hãy tưởng tượng là anh có cái sản phẩm này, anh có dịch vụ được của tôi thì mọi thứ nó sẽ trở nên tuyệt vời ra sao. Thì lúc đó ba cái trạng thái này mình bán hàng rất là dễ. Và mình cần phải hiểu được khi mình ngồi nói chuyện với một người, chat với một người, hoặc là họ đi vào trong website của mình, thì mình phải biết được là ở đoạn nào thì mình đưa cái thông điệp nào. Ví dụ một người họ vừa mới vào trong cái website của mình, ở ngay website trên cùng luôn, thì lúc này họ đang ở trạng thái beta, đúng không? Nghĩa là họ chưa hề có đọc cái gì của mình cả. Thì ở cái đoạn này là mình phải nói chuyện với họ theo kiểu beta. Nghĩa là bây giờ là bạn đang giá thông thường bao nhiêu tiền, bây giờ mua thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền, giá khuyến mại là bao nhiêu, vân vân. Sản phẩm này mình phải có một cái tagline, chạy cái tagline cho nó để cho người ta nhìn thấy cái lợi ích của mình luôn. Rồi sau đó thì họ cuộn cái website xuống thì mình bắt đầu mình đưa họ sang trạng thái tiếp theo, trạng thái có cảm xúc nhẹ. Hãy tưởng tượng là khi bạn có cái này thì bạn được cái gì. Mình có thể có testimonial, có video quay là một người nào đấy đã mua sản phẩm này rồi, rồi sau đó cuộc đời của họ thay đổi ra sao, vân vân, đúng không nào? Rồi đến khi mà họ càng xuống dưới thì cái cảm xúc họ càng cao lên. Đầu tiên là beta, rồi alpha, rồi alpha rất sâu, rồi có thể chuyển sang trạng thái theta là bây giờ tôi muốn lắm rồi, tôi muốn ngay. Thì lúc này mình phải có cái câu kêu gọi hành động, cái nút bấm để họ mua hàng ở đó. Thì một cái landing page bán hàng nó phải thiết kế như vậy, một bài viết bán hàng trên internet nó phải thiết kế như vậy. Và đến khi mà họ bấm nút, họ chat với mình ấy, giả dụ như là họ trên Facebook họ bấm nút họ chat với mình rồi, thì nghĩa là lúc này là họ đang muốn lắm rồi, nhưng mà họ vẫn còn so đo, trong đầu họ vẫn còn một chút beta là gì, không biết là giá này đã tốt chưa, có khuyến mãi gì không. Thì mình phải giải quyết ngay những câu đó. Rồi sau khi mình thấy họ bắt đầu tưởng tượng rồi, họ bắt đầu họ nói là nếu mà có cái này thì thế kia và vân vân, bắt đầu họ tưởng tượng rồi, thì mình thấy cái dấu hiệu đấy lập tức là phải đưa ra thông điệp chốt sale ngay. Lúc này phải đưa thông điệp chốt sale ngay: chị ơi, bây giờ em có cái khuyến mãi này cho chị, hôm nay có cái khuyến mãi này, ưu đãi này, vân vân, hôm nay nó chỉ có hôm nay thôi, nếu mà hôm nay mà chị không mua thì nó sẽ mất đi. Thế lúc này mình mới chuyển họ sang trạng thái theta là trạng thái mất mát, sợ bị mất một cái gì đó, mong muốn có một cái gì đó, khát khao một cái gì đó. Thì lúc đấy anh em chốt sale rất là đơn giản, rất dễ dàng. Thì thường là một người nào đấy mà họ ngồi làm việc với một người bán hàng mà nắm được rõ cái quy trình này thì thường khách hàng không thể nào từ chối được, rất khó từ chối. Hóa ra là mọi thứ trước em cũng đã từng ngồi làm việc với khách hàng vậy. Khi ngồi đối diện ấy thì em có một cảm giác là cứ ngồi em là chết. Nhưng mà em cũng chắc có lẽ là một cái bản thân của mình cũng có một cái cảm giác từ một người đạo diễn thôi. Mình cảm được là họ đang ở giai đoạn nào, để khi họ ở giai đoạn đó thì em bảo đây em đang có cái này và giá nhỉ, thì lúc em mới nói giá. Thế và cái này làm bằng bản năng thôi. Chứ sau hôm nay đúng là khi mà lắng nghe cái câu chuyện liên quan đến chuyển đổi, mà thầy có thể áp dụng chính xác bốn cái trạng thái này đi vào landing page, đó là cái siêu page của mình, đúng là cái rất tuyệt vời. Không có gì phải lăn tăn nữa cả. Cái này là trong tâm lý học họ cũng nói. Vì một người phụ nữ yêu một người đàn ông là lúc này cô ta đang ở trong trạng thái alpha hoặc là theta thôi. Thế chắc là có những thằng đó là thằng nghiện, đúng không? Nghiện lòi ra. Nhưng mà cái cô gái này vẫn cứ yêu. Rõ ràng là nếu mà tính ở trạng thái não là trạng thái beta, tính ra thằng này nghiện, không công ăn việc làm, thất nghiệp, đúng không? Cho là lấy thằng này về là mang thêm một con nợ, mang thêm con nghiện vào nhà. Thì nếu mà họ ở trong trạng thái beta thì họ sẽ không yêu cái thằng đấy. Nhưng mà vì não bộ nó chuyển mẹ sang trạng thái alpha mẹ theta rồi, cho là những cái chuyện tính toán kia không quan tâm nữa. Điều quan trọng nữa là người ta luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ cảm hóa được anh ấy. Cái mình sẽ cảm hóa được anh ấy không phải là họ nghĩ như vậy, mà họ đưa cái thông điệp đấy ra để họ bao biện cho cái việc tôi đang yêu cái anh mẹ nghiện như vậy. Thì khách hàng khi họ mua hàng của anh em mình cũng như thế thôi. Họ sẽ bảo là ui cái này, cái não beta của họ bảo là ui cái này không cần thiết. Thế nhưng mà cái alpha nó bảo là đằng nào chả phải mua sớm thì tốt hơn. Thế thôi. Và việc của anh em mình là khi bán hàng là giúp đỡ khách hàng là phải chuyển đổi họ vào trạng thái đấy, họ mới mua hàng. Vì anh nói mày nhá, nếu bây giờ mà một người bán hàng mà họ không có video và họ làm một cái video rất dở thì rõ ràng là họ không bán được hàng, họ bán được hàng rất rất thấp. Nhưng nếu mà có sự tư vấn của em, họ sẽ mua được hàng rất là ngon, đúng không?
họ sẽ bán hàng rất là ok. Thì đấy là lý do tại sao em phải chuyển đổi họ. Thì mình chuyển đổi họ không phải họ mình lừa họ, mà mình chuyển đổi họ vào để mình giúp được người ta. À, và luôn luôn khi anh bán hàng cho ai đấy, anh luôn luôn chốt với họ một câu như này: em sẽ cảm ơn anh vì khoảnh khắc anh chốt sale em. Là vì tại sao mình tự tin rằng là mình đang đưa một cái sản phẩm làm cái giải pháp để giúp đỡ cho người ta, thì lúc đấy là người ta sẽ yêu mình. Và em nhớ rằng là khi em làm bán cái hàng gì ấy, thì những cái kỹ thuật về bán hàng này nó là chuyện phụ thôi, còn điều quan trọng là mình phải cung cấp cái sản phẩm tốt đã. Thì khi đó thì mình rất là tự tin. Mà khi mình tự tin, mình chân thành, mình những thông điệp của mình đưa ra toàn những lời khẳng định rất mạnh, thì mình sẽ chuyển đổi trạng thái khách hàng rất là nhanh. Giả dụ như bây giờ anh đang bán sản phẩm tốt đúng không, anh nói là chắc chắn mày mua sản phẩm này vào anh sẽ giúp được mày, nghe thì nó rất là hay. Còn nếu bao giờ anh không tự tin lắm, bản thân anh không tự tin, anh bắt đầu nói là thực ra thì mua vào cũng hên xui, cũng chắc là cũng được, thì nghe như vậy nó không thuyết phục và nó không chuyển trạng thái của họ được. Thì đầu tiên là phải có sản phẩm tốt. Cho nên hãy nhớ rằng là khi sử dụng những cái chiêu này để bán hàng ấy, thì phải bán cái sản phẩm tốt. Vì bán hàng giỏi không thể nào biến một sản phẩm tồi thành một sản phẩm tốt được.